các bạn rất là mong chờ chiếc video này. Và như mọi năm chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái việc, đó chính là cùng mình xem lại hết những cái tranh trong năm nay của mình nha. Năm nay thì cũng không có gì nhiều, chỉ có bao nhiêu đây thôi. Nhìn thì có vẻ như là gấp đôi năm ngoái đó. Rất là to, rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ đi từ cái bịch này trước, sau đó thì sẽ đến cái quyển này sau nha. Tại vì cái quyển này cũng ít thôi, mình sẽ đổ nó ra, sẽ để nhẹ nhàng thôi. Công sức của mình cũng xếp lại một xíu đó, nhưng mà thật ra là cũng không có xếp nổi đâu. Tại vì làm sao mà nhớ hết được ngày tháng năm mà mình đã bỏ vào chứ, đúng không? Bỏ trong một cái bịch 2021. Hết tháng 12 này là mình sẽ đổi sang một cái bịch 2022 rồi. Video này thì sẽ lên vào cuối tháng 12. Nhưng mà thật ra thì mình làm tổng kết cái video này thì cũng tầm cuối tháng 12 đó. Cái bịch này thì nó sẽ đi chung với lại cái cuốn này, cho nên mình sẽ tạm thời chưa gỡ cái bịch này ra nha. Mình sẽ đi từ cái sắp tranh nhỏ này trước nha. Mình không có đi theo thứ tự thời gian đâu nha, mà mình sẽ đi từ tranh nhỏ đến tranh lớn. Và dĩ nhiên thì cũng có thứ tự thời gian một chút, nhưng mà cái sắp tranh nhỏ này thì không có đâu nha. Và có một số tranh thì có thể là các bạn sẽ thấy ở đây hoặc không. Nếu mà các bạn nào mà muốn xem tất cả các tranh thật sự luôn nha, thì các bạn nên lên Instagram của mình. Mình sẽ để nick Instagram của mình ở đâu đó ở đây nha. Cái thì các bạn sẽ theo dõi được thật sự một năm mình vẽ được bao nhiêu cái tranh nha, bao gồm cả tranh commission mình có đăng ở đó luôn. Còn ở đây thì dĩ nhiên là không có tranh commission rồi, và có một số tranh thì mình đã tặng nè, cho nè, giveaway nè cho một số bạn khác, thì nó sẽ không còn có mặt ở đây nữa. Hoặc là một số tranh thì mình vẽ nhưng mà mình không có vẽ hoàn thiện, hoặc là đã cất đi ở một cái nơi nào đó mà mình không có nhớ đều mình tổng hợp vào trong cái sắp này, thì thôi có nhiều thì coi ha. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Tôi cũng rất là thích coi lại mấy cái này đây, mỗi năm mà. Một bức tranh, này thì mình vẽ trong lúc mà mình livestream buổi tối, thì mình thường hay có livestream ở trên Facebook cá nhân của mình á. Đừng hỏi tại sao mình không livestream ở trên YouTube, tại vì mình thấy là trên YouTube nó hơi bị ngại xíu, cho nên là mình không có like ở bên YouTube đâu, mình chỉ like bên Facebook thôi. Đây, bức tranh, này thì cũng like và vẽ khá là gần đây rồi. Hai tấm tranh nhỏ khổ A5 này là hồi đầu năm 2021 mình vẽ. Giấy này là giấy Magani, một cái thì là Vangrau và một cái thì là Vanhot. Đây là giấy mai ạc. Tranh này thì cũng khá là lâu rồi, khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó của năm nay. Vẽ tranh cổ trang mà không hiểu tại sao giờ nhìn lại thấy mắt nó dị dị sao á. Và tranh này thì có vẽ theo rep nha. Tranh này thì vẽ trên một cái tờ giấy A4 hiếm hoi của mình còn sót lại, thì vẽ nhưng mà cảm thấy nó không có ổn lắm đó. Tại vì tờ giấy này thì cũng để lâu lắm rồi, cho nên là thật sự là nó hơi bị kiểu đây nè, nó không có được sắc nét nè. Mà tranh này thì hồi đầu thì định quay video, nhưng mà sau đó thì cảm thấy là nó không có được đẹp lắm, cho nên là thôi không quay video nữa. Một cái tranh này thì cũng vẽ nhanh thôi, tranh mà vẽ trên giấy mai ạc mà mình vẽ cái nhân vật cái quả gì đó mà mình quên mất tên rồi. Nhưng mà nói chung là một nhân vật trong cái series nhân hóa hoa quả của mình. Tranh này thì không có gì đáng để nhắc tới. Thì cái này thì cái tranh là mình vẽ cho cái màu chì á, mà mình thì không có chuyên về màu chì lắm, cho nên là mình chỉ vẽ cỡ cỡ vậy thôi, nhìn nó không có được đẹp lắm nhỉ. Tranh này thì cũng vẽ hôm livestream, nhưng mà nói chung là cũng chưa có full đó, tại làm biến quá đó, mà nhìn thì cũng không đến nổi. Cái này là video vẽ tutorial hoa mà mình đã có đăng lên trên kênh của mình cho các bạn xem rồi. Thì bạn nào muốn xem rõ hơn cái tutorial vẽ hoa này thì các bạn có thể lên kênh YouTube và xem lại nhé. Tranh này thì gần đây thôi, review màu nước Sinhan Satin A. Tranh này thì khổ nhỏ thôi, A5 của Ba Hồng. Mà A5 của Ba Hồng thì dĩ nhiên là khổ nó hơi lỡ một chút rồi, cho nên là các bạn thấy là nó rất là bé. Đây thì cũng là Ba Hồng luôn, một cái tranh cũng bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Tranh này thì là tranh mà mình review màu nước của Himi. Một tranh khác, tranh này thì cũng lâu rồi, cũng là khổ A5. Tranh này thì hình như có video đó. Tranh này thì cũng là vẽ tranh livestream, thì cũng không có gì. Nhiều bạn thì bảo mắc lé, thì mắc lé thiệt. Mà sau đó thì mình cũng hết cái livestream đó, thì mình cũng không có vẽ cái phần linh tinh phía sau này nè. Tiếp theo, một nhân vật trong cái series vẽ nhân hóa trái cây. Đây là trái blueberry. Khoảng thời gian này thì mình đang quay trở lại với hobby nè, khá là đẹp, chắc là mình nên quay lại với Hobin thôi, nhìn nó đẹp quá. Một vài chiếc tranh vẽ bằng màu maker của năm nay không có nhiều đâu, thiệt sự năm nay không có vẽ nhiều luôn á, nhưng mà thôi cũng tạm. Giấy này thì cũng là giấy vẽ maker luôn nha. Đây, tranh này thì là ổn nhất, đẹp nhất. Mình cứ bảo là mình mua bộ thách list nhưng mà mãi mình vẫn chưa mua. Ở bây giờ thì mình vẫn xài bộ Superior. Một tranh nữa vẽ trên giấy mạc. Tranh này nhìn dễ thương ha, mình thích cái màu sắc của tranh này, nhìn nó rất là sáng luôn. Hai tranh này thì mình vẽ kiểu như là cái style của nó giống giống nhau á, để chung với nhau thấy giống giống nè, đúng không? Và mình thấy tranh này khá là dễ thương, mà không biết sao đăng lên thì bị block nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao luôn á, mình thấy dễ thương mà các bạn, nhìn cũng đẹp nữa. Đây nè, đây.
nhìn đẹp mà. Một tranh khác, tranh này thì không có gì đặc biệt cả, tại vì mình đang muốn kết hợp thử cái màu lavender với lại cái màu xanh này thôi. Sau đó thì tôi cảm thấy là cái sự kết hợp này nó cũng không phải là quá là tồi tệ đâu. Một tranh khác, tôi thì tôi khá là thích cái character này, cho nên là tôi thấy là tôi vẽ hơi bị nhiều đó, nhưng mà mỗi lần vẽ hình như là mỗi lần khác nhau. Giấy ba hông năm lỡ, có đợt thì mình mua giấy ba hông, thì mấy cái tranh mà ba hông lỡ lỡ kiểu vậy này thì toàn cái sắp đó không, mà hồi đầu mình tưởng là mình mua giấy A4, nhưng mà nhận ra là trời ơi đặt lộn giấy A5 rồi, cho nên là mới đẻ ra mấy bức tranh nhỏ nhỏ vậy nè. Tại vì bình thường thì ít khi nào mình vẽ mấy tranh nhỏ nhỏ kiểu vậy lắm. Achek, một tranh của Achek và có sử dụng màu nhũ, sao bây giờ không thấy rõ ánh nhũ nữa ta, lá lùng. Một tranh khác cũng trên giấy Achek, xé xé ra nhìn cho nó nghệ thuật thôi chứ cũng không phải là giấy rách, tutorial vẽ hoa tulip có trên kênh của mình nhé. Một cái bookmark cũng hơi bị lớn so với lại cái kích cỡ bookmark bình thường đó. Đây, nhưng mà cũng xinh ha. Cái tranh này nè, mình rất là thích cái phần tán cây ở đằng sau nha. Mặc dù nhìn thì có lẽ là nó không có được cái lắm đâu, nhưng mình rất là thích cái phần tán cây ở đằng sau. Và cái chất giấy này là chất giấy Lana. Bây giờ thì mình cũng định mua lại cái loại giấy này nhưng mà chưa có mua được á, tại vì mỗi lần mình mua thì mình hay kiểu quên mất kiểu vậy, cho nên là vẫn chưa có mua xài lại. Nhưng mà mình thấy giấy này rất là ok nha, mình cũng chưa có review giấy này trên kênh của mình luôn đúng không? Hôm nào rảnh nè, giấy này thì tô rất là sáng và cũng như là nó có mấy cái hiệu ứng cũng hay hay đó. Mấy ạ, tấm này thì hơi dị xíu, ít khi nào mình vẽ cái miệng cười bự dữ vậy. Và dĩ nhiên là nó cũng hơi dị rồi, tranh này thì có video rồi. Thì đây là cái sắp A5, A4 lỡ rồi, nói chung là các cái khổ giấy lỡ của năm nay mình đã vẽ thì cũng ít thôi, cũng không có nhiều lắm đâu. Nhưng đây thì đã vẽ được bao nhiêu đây ta, không biết nãy giờ các bạn nào đếm không ta. Truyền thống của mình á là mình sẽ nhờ các bạn đếm xem là một năm mình vẽ được bao nhiêu cái tranh á, và nếu như mà các bạn rảnh thì các bạn đếm giùm mình. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái sắp giày này nha. Cái sắp giày này thì là từ đầu năm đến giờ mình nghĩ là chắc cũng khoảng tầm 100 á. Ok, bắt đầu với lại tranh đầu tiên là tranh chúc mừng năm mới, còn năm nay thì không biết là có hay không. Dọn dọn qua một xíu để qua bên đây cho đỡ trống nha. Tranh này là một cái tranh mà thật sự là nó thành công với mình trong năm nay, nhưng mà bây giờ thì vẽ lại cái nét này thì khó lắm các bạn. Tranh này thì mình vẽ hồi Tết lúc mình ở dưới quê, và cái công đoạn mà mình nhìn cái rep và cái công đoạn mình phát thảo thì nó rất là nhanh. Khác với lại suy nghĩ của mọi người á, là mình sẽ vẽ cái tranh này rất là lâu, khoảng mấy tiếng, thậm chí là mấy chục tiếng hay là vài ngày. Tuy nhiên là mình phát thảo và mình scan cái tranh này thì rất là nhanh nha, nó chỉ tầm khoảng 1 tiếng thôi để phát thảo. Còn phần tô này thì mình mất khoảng 3-4 tiếng để tô, tại vì nhìn như vậy thôi nhưng thật ra là nó không có khó tô các bạn, chủ yếu là lan màu. Với cả là nói chung là với mình thì cái tranh này tô rất là dễ, nhưng mà bây giờ thì kiểu như là nó có hứng thì nó mới tô được như vậy, nó vẽ được như vậy á, còn không thì không bao giờ vẽ được giống vậy nữa nha. Một cái tranh rất là drama của mình mà mình cũng không muốn nói lại. Tuy nhiên là mình vẫn thấy cái tranh nó đẹp nha. Mặc dù mắt này nó hơi bị to quá so với lại bây giờ, phong cách bây giờ của mình đó, nhưng mà không sao cả. Tranh này hơi bị bẩn một xíu, nhưng mà cái vết bẩn này là sau khi mà mình vẽ xong cái tranh mình mới bị cái vết bẩn này á, cũng không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà cái tranh này là cái tranh mà mình review cái màu nước và cái màu hồng và màu xanh lá này là một cái sự kết hợp rất là nice. OC character của mình năm ngoái đã được vẽ lại một tranh này, duy nhất có một tranh này thôi. Năm nay thì chỉ vẽ lại OC này đúng một lần hay hai lần gì đó, còn một cái video digi nữa. À đúng rồi, nếu như mà các bạn thắc mắc là tại sao mình không có tổng kết tranh vẽ digi á, thì mình nghĩ là qua năm sau hoặc là năm sau nữa, khi mình đã có nhiều cái tác phẩm digi hơn thì mình sẽ làm tổng kết những cái tranh vẽ digi từ trước đến giờ của mình, từ khi mà mình mới bắt đầu cho tới hiện tại. Còn hiện tại bây giờ á thì nó quá là ít, cho nên là tôi sẽ không có làm nha. Ok, một cái tranh mà mình lấy rep ở trên mạng, ý là rep quần áo nha, ở trên mạng đó. Và cái character đó thì thật ra là cái character của người ta là character kiểu chibi á, nhỏ nhỏ xinh xinh á. Tôi vẽ ngang người chà bá lửa luôn, mà không hiểu sao hồi xưa vẽ cái đùi thô ghê trời. Tranh này thì tôi thấy nó bị xấu quá, cho nên là hồi đầu là quay video rồi đó, nhưng mà sau đó thì không có đăng lên. Một cái tranh nữa, tranh này thì trong cái quá trình ạt lóc của mình, nhưng mà nhìn nó cũng không có được đẹp lắm ha, thôi bỏ đi. Tranh này thì là giấy nó bị móc nè, và vẽ lại character nam. Tuy nhiên là tôi thấy là bây giờ tôi vẽ hơi bị cứng quá, cho nên là mình cũng thấy nó kỳ kỳ sao đó. Không hiểu tại sao mà cái quá trình này mà tôi vẽ con mắt nữ, character nữ lại to dữ vậy không biết nè. Tranh này là mình vẽ hồi Tết lúc mình về quê, mình vẽ mình tô chơi. Nhưng mà trong tất cả các cái tranh mà mình vẽ Tết mình về quê thì mình không thích cái tranh này nhất, tại vì nhìn nó cứ gì gì sao. Tranh này hình như mình có ra video rồi đúng không ta, một cái tranh vẽ cổ trang, và mình thích nhất là cái phần lông này nè.
tả khá là đẹp, nhưng mà dĩ nhiên là lúc nào tôi cũng bị lỗi cái phần gương mặt nhìn ngang hết, và cái pearl thì nhìn nó cũng hơi bị kỳ nữa. Tôi cứ thấy nó thế nào ấy. Tranh review màu nước của Aquarela de Sài Gòn, nói chung là nhìn cái palette thì nó vẫn rất là hài hòa, tuy nhiên là nếu như mà cho tôi vẽ lại thì tôi sẽ cố gắng tôi vẽ cái nét nó mềm mại hơn và đẹp hơn như vậy nhiều, thiệt sự luôn á. Lúc đó thì thật ra là nhìn thấy cái tranh này vẫn rất là đẹp, tuy nhiên là bây giờ nhìn lại thì mình cảm thấy vẽ nó hơi thô quá. Nếu mà bây giờ cho mình vẽ lại thì mình sẽ vẽ đẹp hơn. Thôi thì hẹn Aquarela de Sài Gòn năm sau đi, tôi sẽ vẽ lại một bức tranh riêng ha. Một bức tranh khác, tranh này thì là tranh vẽ cho cái video Q&A với các bạn nè. Lâu lâu, hình như khoảng 1 năm thì mình lại làm những cái chiếc video Q&A một lần. Hẹn năm sau các bạn lại có một chiếc video Q&A khác nữa nha. Tranh review giấy mai ạc và màu nước Gansai Tambi. Có nhiều bạn hỏi mình là sao bây giờ không thấy chị xài màu nước Gansai Tambi nữa. Thì tại vì là nó to quá cho nên là mình cũng ít xài. Mình thì mình thích xài Hovin với lại là Y9 nè. Đó thì mình hay xài nhất là hai cái bộ này. Còn mấy cái màu khác thì thật ra là mình cũng ít xài thôi, chứ cũng không có xài nhiều đâu. Các bạn cứ để ý đi. Mình thì cứ Hovin với lại Wana quốc tế thôi, chứ bình thường cũng ít xài Shinhan, ít xài Michelo nè. Hồi đó thì còn xài nhiều nha, mà bây giờ thì chỉ trung thành với lại Wana với lại Hovin thôi. Đó. Tranh này thì trong cái series từ cảm hứng đến ý tưởng hả, đúng không ta? Nhưng mà nói chung là mình vẫn thích cái nhìn tổng thể đến từ cái tranh này, nhìn nó kiểu bị hòa hợp, nó bị hài hòa sao á, kiểu thích kiểu vậy. Mặc dù mình biết là mấy cái pose hay là mấy cái đép áo thì nhìn nó không có được đẹp lắm trong mắt các bạn đâu, nhưng mà với mình thì mình vẫn thấy là nó rất là ok. Tranh này định quay video rồi nhưng mà quay được phân nửa tự nhiên hết hứng không quay nữa, cho nên là nó cũng drop luôn tới giờ. Tranh này nhìn vậy ha, nhưng mà nhìn đổi góc độ thì nhìn nó cũng ok, nhưng mà nếu mà nhìn thẳng thì nhìn nó không biết nói gì luôn. Đổi góc độ thì nhìn nó sẽ ok hơn xíu. Không hiểu sao mà hồi đó tô cái màu da nó đậm thấy ghê luôn vậy đó. Bây giờ mà cho mình tô lại thì chắc chắn là mình không có tô cái màu đậm như vậy rồi. Một cái tranh mà mình thấy là đẹp nhất trong cái những cái tác phẩm mà mình like nét vậy thôi. Bình thường thì mình ít khi nào mình like nét lắm các bạn cũng biết mà đúng không? Tôi thì tôi chỉ đi nét bằng chì thôi chứ ít khi nào tôi like nét lắm. Tranh này thì khá là đẹp tại vì dĩ nhiên rồi mình rất là thích màu xanh nước biển. Lại một tranh vẽ marker nữa, mà tranh này thì màu nóng hơi bị nhiều nha. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là cái sự kết hợp màu giữa màu vàng với lại cái màu này nè, cái màu xanh này nè thì nó rất là đẹp luôn và mình rất là highly recommend các bạn thử. Tranh này thì chưa có vẽ xong, hình như hồi đó mình cũng định quay video tranh này đó nhưng mà không biết vì lý do gì mà không có vẽ, không có tô nữa. Thì nó chỉ dừng ở đây thôi. Ở đây có hai cái tranh mà mình vẽ cái đợt mà mình làm so sánh giữa màu Michelo với lại màu Van Gogh. Mình vẫn thích bé bên này hơn nha. Nhìn cái màu nó hài hòa hơn. Màu nâu với lại màu tím thì là một cái couple mình nghĩ là khá là ok cho bạn nào muốn thử. Tôi phải gửi cái bản swatch màu này ra để mà tôi lôi ra cho các bạn xem. Tại vì hai cái bản swatch màu này thì nó có tranh ở trên đó. Hồi nữa phải bỏ lại vô cái đống bản swatch màu của mình nè. Một tranh khác, tranh cổ trang. Tranh này thì cũng rất là đẹp. Nhìn qua camera thì các bạn có thể thấy là nó sáng hơn, nhưng mà ở bên ngoài thì màu nó hơi bị tối một xíu. Nhưng mà nói chung thì nhìn cũng ok. Lâu lắm mà mình không vẽ được một bức cổ trang mà nhìn kiểu ưng kiểu vậy này. Một vài tranh trong cái series vẽ với một tông màu của năm nay. Năm nay thì mình không có vẽ nhiều. Thật ra thì năm ngoái thì mình cũng chỉ vẽ có 4 tranh trong cái series vẽ một tông màu thôi mà đúng không? Kiểu như là một năm thì làm 4 video vậy đó, kiểu vậy. Năm nay thì chúng ta có màu hồng đào P nè, một character trong cái series vẽ nhân hóa trái cây của mình, một tranh màu lavender nhìn nè rất là xinh đúng không? Xinh quá. Đây màu đen, màu đen cũng là lấy cảm hứng từ nhân vật trong series vẽ nhân hóa trái cây của mình. Mấy cái pearl này kiểu dặn dẻo quá ha. Và một cái màu gọi là màu đỏ lạnh, đỏ hồng nữa các bạn, thì cũng là một nhân vật nữa trong series vẽ nhân hóa trái cây. Mấy cái tranh càng về sau là trong cái khoảng thời gian mà càng gần đây rồi nha. Tranh vẽ fan art Ganju trong game Genshin Impact. Mặc dù là các bạn bảo là cái đùi hơi to, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn thấy là vẽ đùi vậy thì hợp lý à, chả hiểu sao. Hoặc là các bạn cảm thấy là cái pose nó hơi có vấn đề, nhưng mà mình thì mình thấy là cũng được mà, cũng xịt mà. Một tranh khác, tranh này thì cũng không có gì đặc biệt. Mình vẽ chủ yếu là để cái video mà vẽ hoa các bạn. Đó thì là vẽ cái tranh này. Cái này thì không có gì đáng nói cả. Thật ra là nhìn nó thì mình định vẽ theo cái phong cách mà lan màu mà đơn giản xíu, nhưng mà mình thấy là mình không có hợp với cái phong cách này, cho nên là thôi bỏ. Cái này là tranh vẽ hồi trung thu thì phải, định làm một cái video đó, nhưng mà thôi khó quá bỏ qua ha. Một tranh vẽ cổ trang. Tranh này thì mình thích nhất là cái phần màu cam lan với lại cái màu xanh ở dưới này nè.
Trong tổng thể của bức tranh mình chỉ ưng nhất là cái chỗ này thôi. Chỗ này rất là đẹp. Còn character này thì mình không có quan tâm lắm. Hơi kỳ nhưng mà thôi kệ không sao. Tranh này thì sẽ nằm trong series Confession Talk with Sò của mình. Và một cái tranh mà mình vẽ trên giấy mẹ. Mình cũng rất là thích cái phần loang màu của tranh này. Nói chung là trong tất cả những cái video vẽ tranh của mình á, thì có những cái video mà mình thích cái quá trình mà mình lên màu. Có những video mà mình sẽ thích cái kết quả sau khi mình lên màu. Thì tranh này nó thuộc về cái phần là cái quá trình mà mình lên màu nó rất là đẹp, rất là phê. Và mình rất là thích cái quá trình lên màu của tranh này luôn. Lúc này thì mình đang bị ạt lóc nè. Và mình có fan ạt cosplayer Siu Tiểu Nhu của bên Trung. Nhưng mà nhìn nó cũng không có được đẹp lắm. Nhưng mà thôi kệ không sao. Một vài cái tranh mà trong lúc ạt lóc mình vẽ nhìn nó kiểu như là cái màu của nó không có được đúng như cái độ mà mình mong muốn, cái tóc của nó kiểu hơi sao sao đó. Tranh này rất là dễ thương, cái màu của nó làm mình ưng á. Về cơ bản là cái màu của nó làm mình rất là ưng luôn. Và mình thích cái tổng thể, cái tông màu của nó. Thật ra trong tất cả character trong cái series Nhân Hóa Trái Cây thì mình rất là thích bé này. Tại vì màu của nó rất là đẹp và rất là hài hòa, kiểu kiểu như vậy, đúng không? Nhìn xinh mà. Tranh này có video ở trên kênh của mình. Mà thật ra là cái đống tranh ở đây thì tranh nào mà chả có video ở trên kênh của mình, đúng không? Chỉ ngoại trừ một số tranh thôi. Các bạn có thể lên và tìm lại cái video vẽ tranh này. Bây giờ nhìn lại thì mình đã thấy cái tranh này tô màu nó hơi bị nhạt quá đó các bạn. Vẽ nhìn thấy nó ằn tà là bằng, nhìn nó hơi bị nhiều chi tiết ha. Nhưng mà nói chung là nó cũng ổn đó. Kiểu như cái đợt đó thì mình đang thích tô những cái mảng mà pastel với nhau á, thì cái đợt đó thì mình tô như vậy. Tranh này thì cũng có video luôn. Và video này thì cũng khá là hữu ích đó. Các bạn có thể lên các bạn kiếm lại cái video tranh này. Tranh này thì vẽ trên cái màu của Supervision. Thật ra là cái nguyên cái bộ màu đó các bạn, mình rất là thích những cái tông màu hồng đào của nó luôn á. Và hiếm có cái màu nào mà có cái những cái màu hồng đào đẹp như là cái bộ đó luôn. Thật sự là nguyên cái bộ màu đó thì mình thích cái tông hồng đào của nó nhất luôn á. Tranh này nhìn ăn tà bằng ha, kiểu đi mảng á các bạn. Nhưng mà sự đối lập giữa màu đỏ với màu xanh thì cũng hơi mạnh nha. Nhìn thì nhìn nó kiểu cầu kỳ chi tiết vậy thôi. Thật ra là vẽ nó cũng không có gì đáng sợ lắm. Một tranh khác, tranh này thì cũng khá thành công khi mình tỉa được cái nếp vải nó thật sự gọi là nhìn luôn. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng khá là đơn giản. Chỉ cần bạn biết cách phân tích một xíu. Cái này thì mình có cái step by step chứ mình không có video nha. Hồi đầu á là mình chỉ vẽ có cái nhân vật này thôi chứ không có cái đám ăn tà là bạn phía dưới. Trong lúc mà mình làm video thì mình thấy nó trống quá cho nên mình mới thêm vào để cho nó cân á. Nhìn thì cũng xinh đó, nhưng mà cái background phía sau này thì nó không có liên quan lắm, đúng không? Tranh này thì nó cũng theo cái tranh vẽ hồ ly hồi nãy á, nó sẽ theo chung một cái phong cách. Mình kiểu vậy á, lâu lâu thì mình sẽ vẽ một hai tranh trùng với một phong cách, nhưng mà sau đó thì mình lại đổi khác. Nhưng mà tranh này thì rất là sáng. Những cái tranh kiểu vậy thì mình nghĩ là các bạn sẽ thích, nhưng mà mình thì chỉ giữ nó được một thời gian thôi các bạn à, sorry. Tranh này vẽ gần đây, các bạn sẽ thấy cái video này sau, mình không biết là sau video này hay trước video này nữa, nhưng mà có thể đây là một cái tranh mà kết thúc video của năm nay. Tranh này thì là vẽ trên giấy Attack on Cool nha. Một cái tranh mà mình vẽ trong video livestream. Video livestream đó thì mình vẽ 2 tiếng mấy đồng hồ và vẽ full luôn cái tranh này nha. Tranh này và tranh này, ba cái tranh này thì có cái style giống nhau nè. Tuy nhiên tranh này thì mình tổ chức một cái art game cho nó, và art game Direct in Your Style thì cũng đã trao giải rồi, cũng đã gửi phần quà cũng như là gửi rep đến tận tay cho các bạn thắng giải rồi nha. Kết thúc sự kiện rồi và hy vọng mà năm sau thì chúng ta sẽ có một event khác lớn hơn nha mọi người. Để coi năm sau có ai tài trợ không thì tôi tổ chức event, chứ mình tôi thì tôi kham không nổi đâu. Tranh này thì cũng có video. Tranh này thì cũng có video và tranh bên này thì cũng có video. Nếu như mà bạn nào thích và bạn nào muốn tìm hiểu xem là ba cái tranh này vẽ như thế nào thì các bạn có thể xem lại video ở trên kênh của mình ha. Màu sắc của ba cái tranh này thì rất là sáng, nhất là cái tranh này rất là sáng luôn. Tiếp theo một tranh khác. Tranh này thì thật ra mình không thích lắm, nhưng mà cái rep của nó thì rất là đẹp nha. Cái rep thì đẹp. Rep bộ váy này thì rất là đẹp. Hôm đó không biết tôi lên màu sao nhưng mà tôi nhìn thấy nó không đẹp lắm. Không ưng lắm. Đó. Hơi ngắn đó, chân hơi ngắn. Tranh này cũng là một tranh mà mình rất là thích. Nhìn màu nó hơi bị xỉn xíu ha, nhưng mà kéo lại cái màu xanh thì nó sẽ rất là đẹp. Không biết là do giấy hay do màu, nhưng mà có vẻ như là nó bị phai màu một xíu rồi. Thì cái tranh này thì mình cũng khá là tiếc, tại vì mình không có quay được video á. Lúc mà mình vẽ tranh này thì mình vẽ ngẫu hứng thôi. Sketch và tô rất là ngẫu hứng, cho nên là mình thấy là nó rất là đẹp. Nó đẹp theo kiểu ngẫu hứng nha, chứ không phải là đẹp theo kiểu màu mè hay là nó chi tiết nó đẹp. Nhưng mà kiểu nó đẹp bởi vì nó đẹp. Tôi thấy nó đẹp, tôi thấy nó rất đẹp luôn. Tranh này, một tranh vẽ gần đây của mình theo cái tone mà pastel một xíu. Và tranh này thì là tranh vẽ cho cái event giveaway bên Instagram của mình. Thì tại vì năm nay á, thì cái hãng của màu của Wanai các bạn có gửi cho mình một bộ màu để mà mình giveaway cho các bạn fan bên Instagram. Cho nên là mình cũng có dịp được vẽ và được làm một cái chiếc
invent giveaway nhỏ nhỏ. Phần quà thì cũng đã được gửi tới tay người nhận rồi. Fan art Urza Scarlet toàn là màu nóng không, màu nóng quá nhiều. Tất cả các tranh của mình thì hầu như là tranh này là màu nóng nhất rồi đó. Mọi khi thì hay kiểu màu nóng kết hợp màu lạnh, nhưng mà tranh này thì đúng là chỉ toàn là màu nóng thôi, ít có màu lạnh lắm. Giấy Parupan, tranh test giấy Parupan đầu tiên nè. Cái tranh này nè, nếu mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là nó có nhũ nè, đúng không? Mình rất là chịu khó tỉa mấy cái nhũ này nha. Năm nay thì không có vẽ tranh cổ trang nhiều, cũng có vẽ bức, kiểu như là lâu lâu thì thấy các bạn hỏi là vẽ tranh cổ trang nọ thứ thì mình mới vẽ thôi, còn bình thường thì ít khi nào vẽ tranh cổ trang lại lắm. Đây một tranh nữa vẽ trên giấy Parupan. Tranh này thì cũng đã có video rồi nha. Tranh này là tranh đầu tiên trong cái chuỗi series hình phết xanh của mình, mà mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục phát triển cái series video này, và chủ yếu là các bạn nghe kể chuyện thôi chứ không có coi mình vẽ chứ gì, đúng không? Một tranh nữa vẽ trên giấy Parupan. Năm nay thì mình đang bận test cái loại giấy này, cho nên là mình vẽ khá là nhiều. Ở cái dịp cuối năm mình toàn sử dụng giấy này không mà, cho nên là nhiều khi là cũng thấy u, thấy khuyết tùm lum tới la hết á. Nhưng mà kiểu như là nếu mà các bạn muốn biết u khuyết điểm của giấy này là gì thì các bạn có thể coi lại cái chiếc video review sau nha. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ ra video review vào tháng 1 năm 2022 á, video review giấy này nè. Ok, chúng ta sẽ đến với cái cuốn này và cái sắp tranh nhỏ này. Nhanh quá ha, nãy giờ nửa tiếng đồng hồ chưa, không biết đã bao nhiêu tranh rồi luôn á. Cái đống tranh này là cái đống kiểu như là color sketch, hoặc là những cái tranh mà cũng kiểu liên quan á, mà mình thấy đẹp nhưng mà mình không có thích kiểu để nguyên trong giấy, mà mình sẽ cắt ra rồi không biết sao mình lấy ra luôn á. Cái tranh này thì chung với cái đợt vẽ chiếc váy đỏ lồng lộn hồi nãy nè. Nhìn nó cũng đẹp ha, nhìn vậy thôi nhưng mà nó cũng dễ lắm các bạn, nó không có khó vẽ đâu. Nhưng mà nhìn xinh vậy thôi, cái màu mè nhìn nó xinh. Tranh này nhìn hơi ghê ha, tại vẽ trên này đâu có vẽ đâu, nhưng mà mình thấy là nó cũng xinh mà. Kiểu mình thích vẽ mấy cái pose mà vẽ vẽ cái chân thôi gì đó, nhìn cũng được thôi chứ không phải đẹp. Mình thích tấm này, khá là thích tấm này. Đây là quả nho, quả dưa hấu mình vẽ khá là nhiều. Dạo gần đó thì mình hơi thích vẽ xong cái mình cắt nhỏ ra vậy nè. Mặc dù nó hơi khó bảo quản xíu nhưng mà nhìn nó giống là mấy cái sticker, nhìn nó dễ thương ha. Hai cái tranh này thì cũng rất là đáng yêu. Hai cái tranh này là tranh vẽ khẽ tơ trái cherry. Mình không hiểu sao các bạn không thích vẽ khẽ tơ này, nhưng mà mình thấy là nhân vật này đẹp mà, dễ thương mà, đúng không? Trái đào. Video này thì có ở trên kênh của mình rồi và nó là color sketch. Đó các bạn, nếu mà thích và muốn xem cái quá trình mình tô video này thì có thể vào đó xem. Thật ra là video lúc mà mình quay cái video đó thì mình quay ẩu lắm các bạn, không có quay kiểu chi tiết đâu, nhưng mà nhìn nó cũng dễ thương, cho là mình cũng edit thành video cho các bạn xem đó. Ok, quyển này năm nay rất là nhiều bạn hỏi cái quyển này, tại vì mình cũng làm đâu đó mười mấy cái video về vẽ nhân hóa trái cây và chủ yếu là vẽ trong quyển sổ sketchbook này, cho nên là nhiều bạn hỏi. Thiệt ra là mình không có vẽ nhiều trên sketchbook đâu, các bạn cũng thấy rồi, nãy giờ toàn là giấy lẻ nè, giấy lẻ nè, đó giấy lẻ không à, cho nên là không có vẽ trên sketchbook nhiều. Và mấy năm trước các bạn xem những cái video vẽ tranh của mình thì các bạn cũng thấy là mình đâu có vẽ trên quyển sketchbook nào đúng không? Thì năm nay thì được bên nhà hai bàn tay tặng, cho nên là mới vẽ vào cái quyển này và mình cũng thích, cho nên là mới có những cái series video mà vẽ trong cái quyển sketchbook này đó. Các bạn hỏi rất là nhiều, và nếu mà bạn nào muốn biết thêm thông tin thì mình sẽ lại tiếp tục để một chiếc link ở bên dưới phần mô tả cho các bạn bấm vào và các bạn có thể xem thử cái quyển này nha. Ok, bắt đầu. Tranh đầu tiên thì chúng ta sẽ có một tranh vẽ trái cherry, nhân vật cherry ha. Thì cái tranh này cũng là cái tranh mà mình review cái quyển sổ này luôn đó. Tiếp theo, đây mới chính thức là cái nhân vật ở trong cái series vẽ nhân hóa trái cây nè. Đợt đó thì mình kiểu vẽ đại thôi, nhưng mà sau đó thì mình thích cái kiểu mà vẽ đầy quyển sổ này quá, sau đó thì mình mới phát triển lên cái series video này, và mình cũng rất là thích cái tranh này luôn. Tiếp theo đó chính là quả đào. Quả đào đó à, nhìn dễ thương ha. Trong cái series video này thì chủ yếu mình vẽ full nguyên cái trang giấy này thôi, và mình thấy là cái style này rất là đẹp. Mặc dù á, nó không phải là quá là cầu kỳ, nó không phải là quá là chi tiết đâu, nhưng mà chủ yếu á, là nhìn vào cái tổng thể, nhìn cái màu sắc của nó rất là hài hòa, và mình thấy khá là thích điều này. Trái dưa hấu, không biết tại sao nhưng mà nhiều bạn thích trái dưa hấu, chắc là tại vì nó có màu sắc xanh lá cây mà mình ít khi nào vẽ trắng, một dấu chấm hỏi. Trái dưa hấu này thì vẽ bên cái màu bằng cái màu của Super Vision ha các bạn. Trái này quên tên tiếp rồi, nhưng mà màu hồng không. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể theo dõi lại trong cái danh sách phát vẽ tranh nhân hóa trái cây của mình nha. Trái nho, trái nho thì mình vẽ theo style nữ thần đó các bạn, tại vì các bạn cũng biết là nho thì ở bên châu Âu thì nó sẽ ngoan hơn và trông nó có vẻ sang chảnh hơn, cho nên là tôi sử dụng cái style bên châu Âu để tôi vẽ. Tiếp theo là trái măng cụt, mình rất là thích cái trang này nha.
Tại vì cái phần mà mình vẽ trái măng cụt á, mình rất là thích cái phần loang màu cũng như là cái phần mà máu me nữa, thứ á, nhìn nó kiểu đẹp và cái phần màu sắc của nó thì cũng rất là hài hòa nữa. Mình rất là thích cái trang này. Tiếp theo, trái sầu riêng. Ui, mình sẽ sao mà mình vẽ trong cái series này á, thật sự ra là mình thấy là tranh nó không có được cầu kỳ chi tiết bằng những cái tranh mà mình vẽ bên ngoài nha. Nhưng mà nó đem đến cho mình một cái cảm giác nó rất là thoải mái, rất là chill á, và nó kiểu nó không phải là nhìn vào chi tiết nó đẹp mà nhìn vào cái tổng thể nó sẽ đẹp á, kiểu kiểu vậy. Không biết các bạn có thấy vậy không ta? Saboche vẽ theo cái phong cách cậu cả trong da phả và khá là hoài cổ. Thật ra là cái màu đỏ này mình chọn nó cũng không có hoài cổ lắm đâu các bạn. Đáng ra mình phải chọn cái màu nâu kiểu kiểu vậy nè thì nhìn nó mới hoài cổ hẳn, hoặc là cái màu gì đó mà nó nhạt hơn cho nó đẹp hẳn. Nhưng mà không, tôi không hiểu tại sao đến lúc đợt đó mình lại tô cái màu này, không biết. Trái thanh long. Thanh long thì có thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng, nhưng mà khá tơ này thì mình lấy màu đỏ hồng làm tông màu chủ đạo. Nhìn nó cũng đẹp, cũng sang. Cái màu xanh này nhìn mát mắt thôi chứ cái màu này thì nó cũng khá là rực rỡ. Tiếp theo, tranh cho ngày Halloween. Tranh này thì cũng là kết thúc luôn rồi, có một số tranh nữa đằng sau nhưng mình chưa có tô màu, cho nên là thôi, để hẹn các bạn năm sau để mình sẽ tiếp tục cái series này, cũng như là sẽ tiếp tục cái series mà vẽ với một tông màu ha, sẽ tiếp tục ở năm sau. Năm nay thì chỉ đến đây thôi, và dắt các bạn đã coi hết cái quyển này rồi, chúng ta sẽ chờ còn khoảng mười mấy trang nữa mà, đừng có lo các bạn. Đấy thì đã hết rồi. Không biết là các bạn thích những tranh nào trong số những tranh ở đây nhỉ? Thì các bạn có thể comment cho mình biết. Tại vì cũng rất là nhiều tranh ở trong cái series video này mà mình thích. Và nói chung là cái khoảng thời gian cuối năm á, và sau cái đợt 30/4/1/5 á, thì mình không có nhận commission nữa, cho nên là các bạn có thể thấy là cái đợt những cái tranh mà hồi đầu năm á, nó là một cái phong cách hoàn toàn khác, nó hơi bị tiêu cực và nó có cái gì đó nó không có được vui vẻ như là những cái tranh hiện tại của mình bây giờ. Còn những cái tranh hiện tại bây giờ của mình thì mình thấy là cái phong cách của nó khác, có nghĩa là cái tinh thần ở trong cái video đó nó khác, chứ không phải là cái gì nha các bạn. Nói chung là cái tinh thần mà mình rất là quan trọng cái tinh thần này, một cái tinh thần mà nó gọi là nó tích cực và nó vui vẻ thì nó sẽ làm cho tranh của mình nó có cái màu sắc khác hơn. Video thì chắc là cũng sẽ dừng ở đây thôi. Mỗi năm thì mình sẽ làm tổng kết tranh một lần. Thì năm nay là bao nhiêu đây? Nhiều hơn năm trước và nhiều hơn những năm trước nữa, rất nhiều. Tại vì năm nay thì không có vẽ commission đó, chỉ có vẽ tranh cho bản thân mình thôi, và cũng dành thời gian nhiều để mà luyện lại nhiều thứ, luyện lại màu sắc, luyện lại về nét vẽ và thay đổi nhiều cái phong cách, thử trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn. Mình không biết năm nay các bạn như thế nào, có vẽ được nhiều hay không, nhưng mà mình thì năm nay của mình thì rất là nhiều. Đây, hy vọng là mình nghĩ là chắc là nhiều bạn cũng sẽ thích cái kiểu mà cuối năm nhìn lại thế này á, và mình cũng chúc cho các bạn là năm sau các bạn cũng sẽ vẽ được nhiều như mình, vẽ được đẹp hơn mình và có được nhiều cái sự may mắn, có được nhiều cái sự tiến bộ hơn trong cái sự đam mê của mình, trong cái công việc vẽ của mình. Và video này thì chắc là video kết thúc của năm 2021 rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu những chiếc video mới của năm 2022 nhé các bạn. Cùng chờ xem các video mới của mình vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần trên kênh Sò Kimura. Và bye bye mọi người, bye bye.